Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam có phải cả Phật giáo và Đảng Cộng sản đều đang khủng hoảng hay không? Hiện nay đang có nhiều ý kiến cho rằng ở Việt Nam dù không chính thức nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi Phật giáo như quốc giáo. Các biểu hiện suy thoái của Đạo Phật là văn hóa, tôn giáo nặng nề, hình thức và lễ nghi, trong khi nội dung, đạo học và tu chứng dần khô cạn. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm đã có bài bình luận về Đảng Cộng sản và Phật giáo ở Việt Nam dường như đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, giống nhau, được đăng tải. Ông nói, tôi nhận thấy một mặt ở Việt Nam số tăng sĩ thì rất đông, chùa chiên lớn và nhiều, nhưng mặt khác, đời sống tinh thần trong xã hội đi theo giáo lý thì nông cạn và thậm chí có nhiều nơi đang thoái trào. Đây là hình ảnh hàng loạt núi đồi đã bị phá nát để xây chùa trong một cuộc đua bất tận, tạo ra chùa to, tượng lớn, tranh giành ảnh hưởng tâm linh, hay nói đúng hơn, đó là trào lưu kinh doanh Phật giáo khắp lãnh thổ Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam khi Phật giáo đi vào khủng hoảng. Cuối đời nhà Lý và nhà Trần, hai triều đại mà Phật giáo là quốc giáo cũng đã trải qua sự thoái trào như hiện nay. Và câu hỏi đặt ra là có phải lịch sử Việt Nam đi song hành và chia sẻ chung số phận với Đạo Phật hay không? Nhìn vào hiện tình chính trị cộng quyện của công quyền và tôn giáo, ta phải hỏi tại sao Phật giáo có vẻ như đã gần gũi với người Cộng sản và chế độ này hơn là các tôn giáo khác như Thiên Chúa giáo chẳng hạn. Tạm gác qua một bên các yếu tố về lịch sử, ở đây chúng ta hãy thử hình dung cùng suy nghiệm về hiện trạng Đạo Phật từ góc độ tôn giáo, nhấn mạnh về bản sắc, giáo lý và phương cách tiếp cận trong bối cảnh văn hóa và con người Việt Nam đương đại, nhằm tìm hiểu bản sắc quan hệ này trong những thay đổi và chuyển tiếp của Phật giáo và của Đảng Cộng sản. Cùng nhịp thay đổi và chuyển hóa tôn giáo trên thế giới. Mọi tôn giáo đều phải được thay đổi theo thời tính và trình độ ý thức quần chúng. Thiên Chúa giáo qua 2.000 năm lịch sử đã trải qua nhiều giai đoạn phân hóa, cải cách, chuyển hướng. Phật giáo cũng như vậy. Phật giáo khắp Á Châu cũng đang đi tìm một thời gian mạt pháp trong các quốc gia mà quần chúng Phật tử đang chuyển hóa, ngã thức theo khung tham chiếu của phương Tây thuần lý tính. Hàn Quốc là một ví dụ điển hình như vậy. Đây là hình ảnh một lễ Phật đản đã được Học viện Phật giáo ở Hà Nội tổ chức vào trước đây, đã trưng bày bức tranh vẽ ông Hồ Chí Minh ngang hàng với Đức Phật. Một sự gắn ghép lạ lùng đem Phật giáo gắn với một nhân vật chính trị có rất nhiều lịch sử cá nhân mờ ám, gian tà. Cách đây 50 năm, ở quốc gia ấy, Phật giáo vốn là quốc giáo, nay thì hơn nửa tín đồ Phật giáo đã cải đạo theo Thiên Chúa giáo trong các hệ phái Tin Lành. Tuy nhiên, hiện tượng suy vong hay hưng thịnh của Đạo Phật ở Hàn Quốc, Việt Nam hay trên thế giới, nhất là ở châu Á, vẫn còn dung chứa nhiều chiều hướng mâu thuẫn và đối nghịch lẫn nhau. Ở các quốc gia Đông Nam Á, chẳng hạn, Đạo Phật bị phân hóa làm hai ngả chính như sau. Một là sự bình dân hóa cho khối quần chúng mang trình độ tự ý thấp kém. Một đằng kia thì nó trở nên một thể dạng trí thức hóa giáo lý nhà Phật thành một hệ thống triết học cao cấp dành cho tầng lớp trí thức ưu việt. Theo nguyên lý của Ấn giáo thì khối Phật giáo bình dân đi theo chiều hướng tịnh độ, nhấn mạnh đến cứu độ và sức mạnh huyền niệm ngoại thân. Khối Phật giáo trí thức trái lại coi vấn đề nhận thức luận là điểm yếu, họ xem Đạo Phật chỉ như một triết lý sống, một con lộ trí tuệ cho cá nhân. Đây là con đường Jnana Yoga trong truyền giáo Ấn Độ. Cả hai khuynh hướng trên đang duy trì Đạo Phật ở hai bình diện. Một là từ góc độ xã hội và văn hóa bình dân, hai là về triết học cho sinh hoạt tri thức của giới trung lưu. Thời sau, coi trọng việc học hành thiền như một công việc đối trọng với cuộc sống, như là phép chữa bệnh lý căng thẳng trong đời sống đô thị thời công nghệ kỹ thuật nhiều sức ép. Đây là hình ảnh chùa Bái Đính, nơi mà người dân mô tả rằng các nhà đầu tư xây dựng khu sinh thái tâm linh này hàng tháng phải đem xe tải đến chở tiền cúng dường về chia nhau.
Phật giáo ngày nay ở châu Á hay Việt Nam, do vậy hiện diện trong xã hội và tâm trưởng con người một cách bàng bạc, nhưng thiếu trật tự tổ chức cũng như là năng lực giáo lý. Nó là biểu dấu cho một tôn giáo đang suy tàn, đang trở nên nội dung văn hóa hơn là một tôn giáo như ở các tôn giáo khác. Khi trí thức, chuyên gia, giới trung lưu không còn đến chùa, khi cơ sở chùa chiền, niệm Phật, đường bị bình dân hóa với nhiều hình thức phong hóa mê tín, đạo Phật đã mất hết năng lượng tinh hoa của nó, để chỉ còn là những biến dạng nặng nề về lễ nghi và hình thức. Đạo Phật ở Tây Âu, Mỹ và những nhược điểm cơ bản của nó. Trong khi đó, ở các nước Âu, Mỹ, trình độ tự ý thức của người dân chúng đã lên nấc thang khá cao, đức tin trong đạo Chúa giảm, thì đạo Phật giáo, nhất là phân nhánh Tây Tạng, lại đang được một số đông tầng lớp trí thức gia nhập, nhất là trên bình diện học thuyết nhấn mạnh năng lực ý lý tính kèm theo phương pháp hành thiền nhằm chuyển hướng đời sống nội tâm cho cá nhân. Hai nhân vật giáo, Phật giáo từng đóng vai trò trọng yếu trong phong trào Phật giáo ở Âu Mỹ trong vòng mấy thập niên qua là vị Đạt Lai Đạt Ma 14 của Tây Tạng và thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Việt Nam. Sách vở và các buổi thuyết pháp của hai vị này được đón nhận đông đảo và nhiệt tình bởi khối quần chúng trí thức ở Âu, Mỹ. Đây là hình ảnh thiền sư Thích Nhất Hạnh lúc sinh thời đã đem lại cho xã hội phương Tây một cách diễn giải Phật giáo, giúp họ giải quyết ít nhiều một số vấn đề tâm lý hiện đại. Hình ảnh ông đang giảng cho trẻ em ở Pháp. Tuy nhiên, nếu ta đọc Ken Weber, một triết gia người Mỹ đương thời đã thấy một nhược điểm của phong trào Phật giáo ở phương Tây, nhất là ở Hoa Kỳ. Tóm lại, Weber nhấn mạnh rằng khối Phật tử Tây Phương trong phong trào Phật và thực hành thiền định đang bị nhiễm một tình trạng bất cập giữa bản sắc ngã thức khiêm tốn đối với một trình độ đạo học cao cấp. Weber gọi hiện tượng này là ngã thức bị thổi phồng quá mức so với bản sắc tiến hóa của mình, vốn chưa được nâng lên một trình độ cần thiết và tương xứng cho đạo lý nhà Phật. Ông cũng gọi hiện tượng thổi phồng này là hùng vĩ tự cao. Đây là vấn đề mà rất nhiều tín đồ Phật giáo khắp thế giới mắc phải, nhất là giới tăng sĩ, đặc biệt ở Việt Nam ngày nay. Để rồi họ trở nên những cá nhân rất tự cao, đầy ngã mạn và phần đông mang thái độ khinh người đối với tha thần. Cần thiết hơn họ phải mang đức tính khiêm tốn thực tình, chứ không phải khiêm tốn hình thức, và thực hành hạnh từ bi, bố thí, làm việc thiện nhằm giải hóa năng lực ngã mạn và vị kỷ. Hiện trạng mở cửa tu hành quá rộng, quá dễ để cho hầu như bất cứ ai cũng có thể trở thành tăng sĩ Phật giáo là cả một thảm họa. Bỏ qua các thành phần lợi dụng hay mưu đồ kinh tế thì đối với các Phật tử, dù thành tâm bao nhiêu, khi đứng ra lập chùa, tự tin là chính mình không cần qua quy trình tuyển chọn và huấn luyện từ các học viện giáo lý mà không được hướng dẫn và chỉ dạy bởi tăng sĩ cao cấp hơn, thì họ sẽ trở thành nạn nhân của chính mình và hoàn cảnh thực tế. Trong bối cảnh đó, các tu sĩ non nớt với số vốn văn hóa khiêm tốn, nhân cách chưa trưởng thành không thể là những ngọn đuốc khai sáng cho mình và thế gian. Trái lại, rất đông đã trở nên đầu mối hỏa hoạn cho làng xóm. Về phía Công giáo thì gần như ngược lại, đây là nguyên nhân tại sao ở trong nước cũng những tai tiếng về tu sĩ hầu hết đến từ phía Phật giáo mà rất ít nghe từ phía Công giáo. Đây là hình ảnh một buổi lễ Công giáo ở dòng Chúa Cứu Thế. Riêng về phần nhân cách, đối với tu sĩ Công giáo, nhờ vào trật tự đẳng cấp của giáo hội, sự tuyển chọn và huấn luyện có quy trình nghiêm ngặt, cộng thêm vào tín lý, dựa vào đức tin tới một thứ bậc cao hơn mình, nên chúng ta có thể thấy rằng, xin phép nói thẳng là các tu sĩ Công giáo nhìn chung có vẻ ít ngạo mạn, mang cung cách khiêm tốn hơn các tăng sĩ Phật giáo. Mẫu số chung giữa số phận Cộng sản và số đông tín đồ Phật giáo như thế nào? Trong khi nhân loại nói chung ngày càng trưởng thành hơn với năng lực ngã thức, thì dân Việt trái lại càng đi thụt lùi về cá tính và nhân cách. Vì tự bản sắc nói cho cùng thì mỗi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khởi đi là một Phật tử bình dân. Về mặt quốc gia thì sự xuống cấp về chất lượng con người, ít nhất là về bình diện đạo đức công dân, đang tạo ra khủng hoảng chính trị lớn cho đảng cầm quyền. Như cuối thời nhà Lý và nhà Trần, gần ngàn năm trước Phật giáo Việt Nam
đang đi vào khủng hoảng song song với sự suy thoái đạo đức chính trị của hệ thống cầm quyền. Sự suy tàn của Phật giáo, theo đánh giá của tôi, đang đi song hành với sự suy đồi của đế chế cộng sản của ngày hôm nay. Kính mời các bạn xem bản tin Canh và chặn, cách mà Hà Nội đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền. Cho người canh giữ trước nhà hay ngăn chặn việc đi lại là một cách làm có hệ thống của chính quyền Việt Nam để đối phó với các nhà hoạt động nhân quyền. Một phúc trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế vừa được công bố cho biết. Phúc trình dài 66 trang có tựa đề là bị nhốt ở trong nhà. Các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam bị hạn chế quyền tự do đi lại đã được Tổ chức Nhân quyền Quốc tế công bố tại một buổi họp báo vào sáng ngày 17 tháng 2 tại Bangkok để kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt việc tùy tiện ngăn cản các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến trên toàn quốc. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cách làm canh và chặn này khiến các nhà hoạt động và các nhà bất đồng chính kiến chịu quản thúc tại gia vô thời hạn. Đây là hình ảnh hai nhân viên an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam xông thẳng đến ông Trịnh Bá Phương khi anh đang phát hình trực tiếp thông tin vụ 3.000 đặc vụ của Bộ Công an đột kích vào làng Đồng Tâm lúc nửa đêm rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 để giết chết cụ Lê Đình Kình. Theo giải thích của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, thì với cách làm này, các nhà hoạt động bị câu lưu trong thời gian vừa đủ lâu để không tham dự được các cuộc biểu tình, các phiên tòa hình sự hay cuộc gặp với các nhà ngoại giao và Tổng thống Mỹ và bị hạn chế xuất nhập cảnh. Hơn 170 trường hợp, phúc trình cũng đã ghi nhận các trường hợp của hơn 170 nhà hoạt động, blogger và nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam bị đàn áp kiểu này. Trong đó có người bị chặn trước cửa nhà, chặn trên đường đi, giữ lại không cho xuất nhập cảnh ở sân bay, cửa khẩu và từ chối cấp hộ chiếu. Trong một đoạn video được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế trình chiếu tại buổi họp báo, ông Trịnh Bá Phương, một nhà tranh đấu về các quyền về đất đai ở Việt Nam, đã bị tuyên án 10 năm tù, đã quay lại cảnh an ninh, thường phục, dàn trận trước nhà ông và có hành động quát tháo, đe dọa và dường như đã hành hung ông. Một đoạn video khác cho thấy, ông Nguyễn Quang A là nhà bất đồng chính kiến nổi bật ở Hà Nội, bị một số người trẻ mặc thường phục đẩy lại vào nhà khi đang trên đường đi. Chính quyền cho nhân viên an ninh mặc thường phục đóng chốt ngoài tư gia, khóa cửa ra vào của người bất đồng chính kiến bằng khóa ổ, thậm chí đã đổ keo đa năng vào các ổ khóa và đựng dựng rào chắn và các chướng ngại vật và huy động côn đồ địa phương đến để đe dọa người dân. Tờ phúc trình này cũng cho biết như vậy. Vào lúc sự ngăn chặn này cũng đi kèm với sự đe dọa về thân thể. Nếu các nhà hoạt động tìm cách trốn thoát thì họ sẽ bị đánh đập. Ông Philip Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, đã nói tại buổi họp báo công bố phúc trình. Đây là hình ảnh nhà hoạt động Trịnh Bá Tư, con trai ông Trịnh Bá Khiêm, Cấn Thị Thêu cùng dân oan Dương Nội biểu tình trước tòa vào năm 2014. Bánh bên phải là Trịnh Bá Tư đã bị Công an của Việt Nam theo dõi, đánh đập hội đồng hôm đi đón bố ra tù vào ngày 25 tháng 6 năm 2015. Trong một số vụ việc, nhân viên an ninh cưỡng chế các nhà hoạt động lên tàu hỏa hoặc máy bay để buộc trở về nơi cư trú cũng theo tờ phúc trình này. Và khi cần đi ra đường hoặc ra nước ngoài hoặc khi làm thủ tục xin cấp hay gia hạn thì các nhà hoạt động này mới biết họ nằm trong danh sách cấm nhập cảnh với những lý do an ninh quốc gia chung. Chính quyền cũng không công bố danh sách cấm xuất nhập cảnh hay thông báo cho những người có tên trong danh sách biết việc họ bị cấm hoặc thông báo cho họ biết thời gian cấm là bao lâu. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế cho biết. Ngay cả khi xuất cảnh với mục đích cá nhân như đi du lịch hay đi chữa bệnh thì các nhà hoạt động vẫn bị chính quyền chặn lại do quá nhạy cảm với khả năng họ gặp các quan chức nước ngoài hay các nhân vật ở nước ngoài. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế đưa ra trường hợp là bà Nguyễn Thúy Hạnh, người đang bị giam giữ về tội tuyên truyền chống nhà nước, đã bị cầm giữ suốt 10 ngày vào hồi tháng 1 năm 2021 khi Đảng Cộng sản Việt Nam họp đại hội lần thứ 13. Và ông, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, bị nhân viên an ninh lôi lên xe đi lòng vòng vào hồi năm 2016 để ngăn ông đến gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama, lúc đó đang ở thăm Hà Nội. Đây là hình ảnh vợ chồng nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh bên trái và nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh bên phải
bị an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh chảy máu bầm bật tại Nghệ An khi đi thăm tù nhân lương tâm, bị giam giữ tại trại 6 Nghệ An hồi tháng 7 năm 2019. Tại buổi họp báo, ông Robertson cũng nêu lên trường hợp của bà Phạm Đoan Trang, một nhà báo độc lập đang thụ án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Hồi năm 2016, bà Trang cùng một số người bạn lái xe từ Sài Gòn ra Hà Nội để tham dự cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhưng vẫn đã bị chặn lại khi cách Hà Nội 100 km, bị câu lưu và bị buộc phải quay về. Còn về xuất nhập cảnh, Phúc Trình cũng nêu ra các trường hợp của linh mục Nguyễn Đình Thục bị ngăn xuất cảnh sang Nhật nhân chuyến thăm của Giáo hoàng Francis vào hồi năm 2019 với lý do để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội. Blogger, nhà báo Phạm Chí Dũng, người cũng đã bị thụ án tù, cũng từng bị chặn lại ở sân bay Tân Sơn Nhất vào hồi năm 2014 khi ông chuẩn bị đáp chuyến bay đi Geneva để điều trần về nhân quyền tại Việt Nam tại kỳ xem xét định kỳ phổ quát của Liên Hợp Quốc. Ăn bánh canh. Cách làm này của chính quyền Việt Nam đã trở nên quen thuộc đối với các nhà hoạt động, đến nỗi nó trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ, và thậm chí còn được gọi đùa là đi ăn bánh canh, ông Philip Robertson cho biết. Đây là hình ảnh đám an ninh đang chặn đường tiến sĩ Nguyễn Quang Nga tại ngã tư Nguyễn Lương Bằng, tiếp giao với xã Đàn, gần nhà thờ Thái Hà vào hôm 26 tháng 11. Ảnh do Facebook Peter Lâm Bùi chụp được. Họ còn ứng phó bằng cách lên đường trước vài ngày trước khi xảy ra sự việc nhạy cảm nào đó, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại, cũng theo ông Robertson. Không chỉ bản thân các nhà hoạt động mà ngay cả những người thân của họ cũng gặp các vấn đề hạn chế đi lại trong hành động, và tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế gọi là trừng phạt tập thể. Tổ chức này cũng chỉ ra những sự kiện chính trị nhạy cảm như đại hội đảng, bầu cử quốc hội, các ngày lễ quốc tế và nhân quyền và các ngày kỷ niệm các vụ xung đột Việt Nam và Trung Quốc hay chuyến thăm của các nhà lãnh đạo nước ngoài, nhất là Mỹ, là những lúc nhà cầm quyền Việt Nam tăng cường các hoạt động canh giữ và ngăn chặn này. Chính quyền Việt Nam hiển nhiên coi việc một số người đi dự các sự kiện nhân quyền hay tự do tôn giáo hoặc gặp gỡ quan chức nước ngoài tới thăm Việt Nam là một vi phạm, hành vi phạm tội, ông Robertson đã nói. Ông kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy ngay lập tức chấm dứt mọi hạn chế này và sửa đổi các điều luật cản trở quyền tự do căn bản của công dân, và kêu gọi các đối tác và nhà tài trợ cho Việt Nam gây sức ép để chính quyền Việt Nam chấm dứt cách hành xử này. Cộng đồng quốc tế cũng cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa và đưa vấn đề này ra Liên Hợp Quốc và Hội đồng Nhân quyền quốc tế, ông Robertson chia sẻ. Trao đổi với Đài tiếng nói Hoa Kỳ từ Hà Nội, ông Nguyễn Đân Thắng, một nhà bất đồng chính kiến cho biết việc canh và chặn đối với ông thường xuyên xảy ra, nhất là trong các cuộc tưởng niệm liên quan đến Trung Quốc, các cuộc biểu tình, các phiên tòa xét xử những nhân vật bất đồng chính kiến. Đây là hình ảnh công an và an ninh bắt người biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội vào ngày 18 tháng 5, ảnh do nhà báo Nguyễn Tường Thụy đã chụp được. Ông nói, do ông có thái độ tiếp cận một cách ôn hòa nên không gặp phải thái độ căng thẳng của những người canh giữ ông, còn những bạn bè ông do cố gắng bảo vệ quyền đi lại nên gặp phản ứng quyết liệt của phía an ninh. Mục đích của những người canh giữ là làm sao mình không đến được địa điểm này, không tham dự được sự việc kia, ông Thắng chia sẻ. Cũng theo lời ông Thắng thì việc quản thúc ông như vậy là không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống cá nhân của ông, vì họ không ngăn chặn tôi đi làm, đi chợ hay đi những công việc cá nhân khác. Để có được phúc trình này, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế đã dựa vào báo chí độc lập, mạng xã hội, blogger độc lập và các trang mạng. Họ cũng đã phỏng vấn trực tiếp các nạn nhân và gia đình cùng với nhân chứng. Đây là lần đầu tiên tổ chức theo dõi nhân quyền xem xét một cách có hệ thống, cách thức hạn chế tự do đi lại của chính quyền Việt Nam để công bố trong một phút trình đầy đủ và toàn diện. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa có phản ứng gì về phúc trình của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế, nhưng trước giờ họ vẫn khẳng định rằng không có vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.